hỏi mua nửa ký cho em khách một bữa đi, kem này nó không có nhiều đâu. Dù da nam hay da nữ gì cũng vậy, xài 2 ngày da mình nó trắng, nó bật tông lên nha mấy chị. Kem Oxon này nha, em trộn cho mấy chị là tinh Oxon như thế này, rồi em trộn thêm trắng bạch và một chút cốt của nhà em vô. Trắng bạch của nhà em vừa tẩy da, vừa giúp cho da các chị trắng nhanh, vừa làm cho da các chị lên tông trắng bạch rất rất là nhanh. Kem này thấm nhanh, trắng nhanh, bao cho các chị là 2 ngày, được chưa? Em hũ Oxon không? Không tới đâu, 6-70 hũ thôi. Đó, 6-70 hũ Oxon này, em trộn thêm trắng bạch của nhà em đây, và em trộn thêm kem cốt. Các chị cứ xài không vậy cho em, các chị xài đúng 2 ngày là da các chị bật tông trắng, được chưa? Đây là trắng bạch của nhà em. Em vừa bỏ một thau rồi, bây giờ em bỏ thêm một thau nữa cho mấy chị, là coi như em khuyến mãi cho mấy chị. Quá lớn, em nói chị là quá lớn. Đó, quá lớn. Các chị nhìn xem trắng bạch của nhà em đây. Bây giờ em sẽ bỏ thêm vô trong này. Các chị chỉ cần xài vậy thôi, em chấp bớt tất cả những loại da luôn. Da nam mà, đúng rồi, da nam nha. Da nam là xài kem khó ăn, khó thấm, khó bật tông nhất. Cũng 2 ngày bật tông, thấm cực kỳ nhanh cho mấy chị. Thấm nhanh, tránh nhanh, được chưa? Thấm nhanh, tránh nhanh cho mấy chị. Đó, được chưa mấy chị đẹp ha? Rồi, bắt đầu em, đây em bỏ thêm cho mấy chị đây. Mấy chị xem giùm cho em đây. Thấm nhanh, tránh nhanh nha. Mấy chị xem giùm em đây. Em thường là em bỏ có một thau rồi, mà giờ thôi để em khuyến mãi cho các chị nha. Chị nào đặt để lại số điện thoại dưới livestream này cho em. Tí càng tốt. Đây, cái chai này là chai kích trắng, được chưa? Đây là kích trắng giữ ẩm. Đó, thơm ghê. Thơm giả man luôn mấy chị. Một lượt chia sẻ bài cho em Sương. Đây, không chị ơi, bữa nay em hết đủ đêm mất chị biết không ơi. Bán 200 ngàn là giảm giá luôn rồi, không tài ngủ đêm được nữa nha. Đó, tài ngủ đêm nữa em lỗ quá, bé cưng ơi. Rồi, ok chị Út Nguyễn, chị Thúy An. Dạ, ok chị Vân Trần chốt đơn nha. Chị Út Nguyễn chốt đơn. Da khô sức kem không thấm. Da khô sức kem không thấm, để tí nữa chị cho thêm dầu vô cái hũ kem của em. Đó, dầu dưỡng da đó. Dầu dưỡng da cho thêm vô ấy, là nó sức kem thấm nhanh lắm. Đó, thêm một chai kích trắng cho mấy chị nữa. Ai mà bỏ qua cái đâu kem ủ VIP này là gọi là sai lầm lớn. Sai lầm lớn. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Đấy, em trộn kích nè, em trộn tỏi nè, em trộn dưỡng nè, và phôi kem đặc, đậm đặc cho mấy chị. Ủ trong vòng 10 ngày là trắng tốt luôn rồi nha. Em nói thiệt với mấy chị, riêng cái ủ này các chị ủ cho em 1 ngày, ngày thứ 2 là mấy chị thấy da trắng lên. Em nói nhanh nó là 10 ngày là thấy da trắng tốt luôn. Các chị xài hũ nhỏ này 10 ngày cho em, trắng tốt. Đó, ủ nó ra mồ hôi như này nè, mấy bà thấy ra mồ hôi không? Sáng em ngủ, ngủ dậy em thôi kem ủ. Xong tới trưa em thôi kem ủ. Đó, canh trưa thôi kem ủ. Giờ ngồi đây da nó tốt, môi rần rần mấy chị thấy không? Thêm một chai kích trắng nữa nha. Mấy chị biết kích trắng không? Đó, kích trắng nè. Đó, em nói thiệt, nhiều khi cái công thức của em không có muốn kem lên like. Có nhiều chị khách rất là thương em, nhưng tin cho em là Sương ơi, em trộn kem dưới like đi. Em đừng có đem lên like em trộn như thế mấy cái con nó biết hết công thức của em. Rồi nó bắt chước em nó làm, cái không sao đâu chị. Riêng kem nhà em không phải bớt nhiều đó trên like đâu. Kem nhà em trộn dưới like em trộn nhiều lắm rồi, thành phần nó nhiều lắm. Để được một cái ủ kem giống như Sương rất là khó, chứ không phải dễ dàng đâu. Nên không cái con này mà ăn cắp được đâu, nên mấy chị cứ yên tâm. Chẳng qua em đem lên like này em cho mấy chị coi, để cho mấy chị khách nhà em biết là em trộn kem nó chất lượng như thế nào. Chứ mà cứ như thấy em bưng cái thau kem lên like rồi, các chị muốn nói sao nói đâu nha. Kem nhà em trộn chất lượng. Thứ hai nữa, giá rẻ cho khách xài trắng nhanh. Đây này, cái chất kích trắng này. Nè, cái chất kích trắng này mấy chị. Nè, em trộn cho khách nhà mình xài trắng nhanh á. Chị nào chốt nửa ký 200.000 có một thau này thôi đó. Bà nào không chốt không có nữa đâu nha. Không chốt không có nữa đâu. Đó, nhìn đã coi chưa, nói chặt cái mặt đỏ yêu luôn. Rạng nói, ráng nói. Thêm một chai nữa đi, 4 chai. Rồi ok, Nina này nha, đây là ủ VIP. Em khuyến mãi tri ân cho mấy chị 200 ngàn nửa ký. Chơi tẹt ra đi mấy bà ơi. Thâu này 30 ký à. Nhan 30 ký là 60 củ rồi đó. Rồi ok, chị Mộng Tuyền này nha, nhắn tin Messenger được không? Được. Hoặc là để lại số điện thoại trên live bên em gọi chốt đơn nha. Ra chỉnh cái bảng chốt đơn giùm chị luôn em. Da em không đều màu thì xài bao lâu nó trắng? Chị nói rồi đó, riêng cái kem ủ này em ủ sáng trưa cho chị. Mặc đồ dài từ sáng tới chiều mát. Da của em một ngày, ngày thứ hai da em bắt đầu nó trắng ra. Bên này xíu được. Là nó trắng lên, 10 ngày là trắng tốt. Nhung nhớ phải mặc đồ dài giùm Sương, được chưa? Rồi nửa ký 200 cộng số điện thoại giùm em. Chị nào chốt đơn kèm số ngoài chợ cái chốt kích trắng này. Chị da hòn hay là chị vô thường rồi mà nhìn thấy cái này thì thôi ơi. Thôi rồi em ơi, bán kích trắng
Theo Lan nghĩ cho mà coi. Rau hết rau. Hết rau. Bây giờ em sẽ mới đầu trộn. Quá phê. Quá phê rồi mấy chị ơi. Bây giờ bắt đầu trộn lên để múc kem cho mấy chị. Ai chốt nữa cái kem xong rồi chứ tí nữa mà chờ kem mà trộn xong nó trộn lên rồi bắt đầu chốt hết kem rồi nghe. Đó, ok chị Linh Trần. Chị có tâm có đất chốt đơn. Khả Cường chốt đơn, Thảo Vi Võ chốt đơn, Kiều Anh chốt đơn. Đó, chị Mộng Tuyền em xưng chốt rồi nha. Bên này chị Thúy Trinh chốt đơn, Mỹ Mỹ chốt đơn. Xài ngày xài đêm được nhưng mà mình ủ bao ngày cho da mình nó tốt mua nhiều. Nó càng tốt mua nhiều nó càng trắng nhiều. Được chưa? Nó càng đổ mồ là nó càng trắng. Nó càng đổ mồ là nó càng trắng. Đây để bây giờ xương trộn lên nha mấy chị coi. Đỉnh. Em phải gọi đây là đỉnh. Này, cái gì đây không? Đó. Nhìn cái chất kem này. Nè. Trời ơi. Trời ơi là trời. Ok chị Châu Bích Hân 200g là 130. Còn 200.000 là nửa ký. Được chưa? Em trộn lên. Rồi nửa ký ủ VIP ok chị Vũ. Em coi thuốc nha. Đây là 3 ống thuốc. Cho pha cái này là cho da ngâm đen trên lì rồi đó. Nó thuốc từ đồi luôn đó. Mẫu kem này em làm cho cái chị kia da rất là đen. Ước gì ta? Trời ơi. Này, áo này áo thử đen nha, dạng thuốc á. Chàng quá chứ em không bỏ cái này. Đúng đâu rồi ta? Đây. Kem thuốc. Thôi rồi. Thì thôi tù lùi luôn á. Da đen mà xài cái này chắc chừng 3 ngày à. Nổi gân xanh luôn á. Này chắc tới 3 ngày quá. Thấy nóng lạnh kem thuốc không? Quá trời chị ơi. Hello mọi người. Em làm kem nha. Em làm một kem dưỡng cho chị VIP nha. Tại vì kem này mà xài á, mấy lần trước đó là tẩy cho đã trắng rồi cho nên là giặt xài dưỡng thôi. Không xài tẩy nữa nha. Vietland. Những loại này là thoa mặt hết được nha mấy chị. Vietland. Vietland nhí. Vietland này nó cũng như là Lan Anh vậy đó. Nói chung là cái kem rất đẹp. Vietland hồng. Có cái đường biển hồng này nó xanh là không màu xanh. Rồi. Đã chưa? Qua nha. Hàng bên em là hàng rẻ nhất hết đó chị. Mua công thức mua nguyên liệu về tự trộn mình á. Trắng cực kỳ nha. Còn không mà để em trộn luôn không được nha. Cái nào cũng được. Tùy ý mấy chị lựa chọn nha. Mấy chị nào có công thức riêng đó thì đưa em lấy. Muốn lấy nhiều thì cứ đừng có tiền lấy kem đó ha. Một hũ hả 300.000 còn quá rẻ nha chị em. Chị em nào mà mua đủ loại như thế này mà ra mà trộn được một cái 300.000 em đi bằng cái đầu nha. Như đây là hết mấy trăm ngàn rồi đó mấy chị. Tên em có friend tén nè. Friend tén gọi là kem vitamin C. Mỗi kem rất là chắc nhẹ quá. Đền nào. Đền nào em khoái cái là nó có cái mẫu mã rất là đẹp. Nhìn thủ rất là tươi. Cái kem rất là mịn luôn.
Nói chung là những cái loại kem này là sức mặt được hết nha. Cái thời hồi xưa hả là chưa có cái kem công ty rầm rộ, cái này cái gì rầm rộ là xưa là người ta xài những cái chuyện, những cô cái đàn xưa là người ta xài cái nhỏ nhỏ nữa nè, những cái loại hàng Thái nữa nè, bớt nè. Cái kem bị nước vàng, kem là nhờ cái nước vàng này nha mấy chị. Cái mấy chị thấy hả, kem nó bánh vàng, mấy chị sợ như là gì không có rồi. Nhờ cái chất vàng nó trắng nha. BC muốn trắng mạnh, trắng nhanh là không thể nào thiếu cái loại BC. Đàn hủ tiêu này rất là chất lượng luôn mấy chị ơi. Trời ơi, cả 3.000 mà ra một cái hũ kem này đi chết liền luôn đi nha. Bê ok nha. Ủa bê mừng bê bê. Chắc kem bê mừng có viên, viên này là viên cây trắng nha. Viên này là nó được tích thuốc vô trong đây luôn, tích cái chất thuốc viên vô trong kem thì là mình sẽ có khỏi rắc nè. À dễ rồi, cái kem bên ngoài rất là thơm nha, bên ngoài này rất là thơm nha. Thanh hiền, thanh hiền cũng khỏi, muốn trắng nhanh hết là không có thanh hiền cũng khỏi, có hai người này giỏi thôi. Em trộn mà không có thanh hiền nó thở thì sao lại em trộn được, đúng không? Chắc thanh hiền nhìn là biết hàng xịn liền. Mà cái thanh hiền mà cái loại này nè, loại hàng xịn nhìn rất là bốc mặt hả. Còn cái thanh hiền giống nhẹ giống nhẹ, thì mấy chị mà mua ở ngoài mình rồi cái hộp là hàng nhái nha, thì giỏi nha. Rồi à, mấy chị thấy cái hũ kem của em không? Cái hũ kem toàn bộ là không có kem mặt hết, nhìn rất là đã ha. Em cái này mình chị không xài nữa, không có tay thua, xài rất là trắng. Chị này nói cái kem em chưa trộn lên là nó đã không như này.